À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực là Attila. Mình là Chocobo Tuyết Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các vương quốc Langoba. Ở tập trước thì mình đã bắt đầu đặt chân sang châu Á và khôi phục được một cái thằng gì đây nhỉ? Nó giống thằng con tút kìa. Chính xác là con tút luôn. Nó là hậu duệ của La Mã này, nó toàn tính La Mã này này, co hóc này, bộ binh trận chiến hạng nặng đấy. Tập trước thì mình đã vây hai cái thành này và khả năng mình sẽ kiểm soát lốt cái vùng này. Nhưng mà bây giờ để xem tình hình này. Aidan, Tường có thành, tường cao. Thuyền có cả thuyền pháo cả. Trên đó có thuyền pháo thì mình không thể đánh nhau ở giáp biển được rồi. Tiến sang cái khu vực Trung Đông này là có vẻ hơi vất vả. Thời tiết thì tốt. Chà. Đập cái tháp canh này để chui vào đây à? Là gần nhất để tiến vào thủ phủ nó đúng không? Đây. Đập cái tháp canh này. Nói chung là đánh nhau bọn phương đông này thì mình phải có đội hình test đôi thế này. Trận chiến này của quân đoàn do nhà vua chỉ huy thì không phải dạo vừa đâu. Đầu tiên là phá các cái này. Rất may chỗ này cũng không có pháo. Chỗ này tường thì nó không có bắn đá được. Rồi, bắn rất tốt, chết hết đằng sau. Khả năng chỉ bắn vào cái tường thành thì nó chắc còn hơn. Dân nào cái gì mà cứ chạy lăng quăng ở ngoài đường này như này, làm ruộng à? Mới thành Trung Đông này. Wow, chỉ bắn tường thành chúng sập gần sập tháp canh, vãi cả. Rồi, chúng ta sẽ phá cái chỗ này để chui vào. Đây là cái chỗ vào mà không bị tháp canh nó bắn này. Rồi, bộ binh của mình có thể tiến lên dần này. Tên này nó đâu nhỉ? Ừ.
phá thêm một chút tường thành này nữa, cho quân mình đi cái vào nó dễ. Quỷ thật, cái bắn chéo. We hunger for blood and battle. Gods protect us. Đó bọn không tên. Bắn chéo. Rồi, nó bắn cầu vồng như này thì không sợ. Cầu vồng này không chết máy đâu. Tên vòng ra đằng sau. Mày thích bắn tên vòng ra đằng sau. Trận này cũng không dễ dàng gì, nhớ những trận đánh kiểu này rồi. Cho nó dựng tên nữa. Enemy units have rallied and returned to the battle. Cháy hết thành phố rồi. The enemy settlement burns. Nó cũng nát tương đối vậy. Tên vẫn thấm nhỉ. Chết bất bại hả? Cần chịu vậy thôi. Đưa lên tên nó cũng nhiều đạn đấy. Warriors eager for blood.
chuẩn bị kỹ binh rồi. Kỹ binh chuẩn bị nhá. Xông vào cổng này đưa thẳng vào đường của nó trong này. Đặt một tường rào thôi. Xông một phát là vào được. Chưa vào được kìa. Bây giờ xông vào thì chưa ổn. Làm sao để cái đội không tên này nó. Đây rồi, đây rồi. Cơ hội đây rồi. Binh đâu, vào. Vào đây nhanh lên. Cung của nó bắn mãi cũng chết à? Cảm ghê. Ủa, còn không biết sao chơi rồi này. Cung thủ mẹ như khỏe thế. Cứ để Long Ba Sosman dễ hiểu tiếp. Ôi ồ, nặng thế, không chạy ra cổng này hết à?
Enemy units have rallied and the battle is turning in our favor. Sao nó lì thế nhỉ? À đúng rồi, bọn này bỏ sa mạc, khi mà mình tấn công cho sa mạc thì chúng nó sẽ được boost mà. Đúng rồi, chúng ta không chạy vào đấy làm gì cả, vào đây ăn luôn. Con tốn sức ghê. Đấy là cần chọn cái vị trí để ít bị thương vong nhất rồi. Cung thủ nó bắn rát quá. Ôi nó bắn hết chết 200 thằng mình kìa. For battle. Hay rồi. Có hai đồng minh rồi. Be most welcome. Your words will find an attentive. Chỗ này thì nó không có không có các cái đơn vị hải quân nên là vẫn có ba đội cung kìa. Vấn đề của mình vẫn là phải tiêu diệt được ba đội cung của nó. Mấy con cung nó bắn giáp kinh hồn. Hay này trông tưởng khó mà không khó, đánh thẳng vào đây. Rồi cứ thế mà tiến vào. Nó vẫn đây có khẩu pháo ấy. Nó vẫn có khẩu pháo thế này. May quá, không có. Có pháo nhưng mà nó lại cẩu ra đằng kia. Thằng ngu thật, nó đặt đây thì có phải ngon không? Nó đặt đây thì làm sao bắn được ai? Ôi, bắn phát sập luôn rồi. Bộ cung thủ nó vẫn chưa chui ra đây. Yeah.
canh 71, tốt rồi. Double kill luôn. Phát nữa là sập. Hay quá. Rồi thủng hai lỗ rồi. Canh ở mặt đến đây. Tôi phá chỗ này là chui vào là vừa rồi. Lên. Loại bỏ nó bọn Kuznit Archer. Bọn này nó bắn tởm lắm. Chạy lung tung. Ái da, bắn từ trong bắn ra kìa. Đẹp nhất bọn cùng thủ. Kệ, sao nó bắn. Sống phết đấy nhỉ, chết nhiều phết này.
Trực diện này con vô máy. Bạn phá rồi, bạn tiếp đi. Tiện thể phá luôn đấy. Bờ tường này. Ok, bắn tiếp đi. Hết tên chứ con. Bắn như mưa vậy mà chưa hết tên này, nó còn một đội quân sự nữa. Rồi, tập hôm qua nào. Hết tên chưa? Ui. Rồi. Vài chiến sĩ để hy sinh. Nó còn một đội cung nữa mà. Bình tĩnh đi. Hết tên rồi à? Thế thôi à? Mấy cái thằng Trung Đông này mệt lắm. Nó còn một đội cung khủng nữa, mình chưa nhìn thấy nó đâu. Cung ở đây. Không ở đây. Nó chỉ còn nội cung ở bên này thôi. Thank you.
Quỷ thì cho nó Dương đánh cận chiến này thì không phải sợ với con thằng nào hết. Chết à? Đúng rồi. Infantry. Noble horsemen. Nó bỏ chạy hết rồi. Tiến vào áp sát cho luôn, đè cho nó luôn. Ông là Sosman có thằng trung đông rồi chết rồi. Của gì đánh là Long Ba Sosman. Xong lên đã. Ôi, chạy luôn rồi. Chưa đánh đã chạy. Có khôi phục được thằng nào lên ở chỗ này không nhỉ? Mấy thằng lông be nó vào có một lúc mà nó giết được mấy trăm thằng. Nó là lên những đơn vị đi cuối cùng mà nó lại còn giết được nhiều hơn nhất. For the tribe. Cái này nó không phải là công trình của mình. Ủa, ngồi đầy quân luôn. Vãi thật.
Hỗ trợ lượt sau để có hoàn thành chiến dịch. Ngu đần. Ôi, cái thằng này nó còn giữ quân ở trên vùng này làm gì nhỉ? The way is shut. Khôi phục được hai thằng châu Á này lên là cũng rất là tuyệt. Năm 450 đi. Còn mùa này là mùa đông nữa, xong rồi mùa sau mới đến mùa xuân. Sassanid. Khôi phục đế quốc Đông La Mã lên nữa thì đẹp tuyệt vời nhỉ. I have read word that my lord looks to end the war. He will not. Được. Dù sao thì bây giờ mình cũng đâu có chiến tranh gì với nó nữa. Con này nó có một quân đoàn ở phía bắc đất của mình, nó cứ đứng ở trên đấy nhỉ. Chiến tranh à? Quân binh khai Ả Rập là cái thằng này. Ái giời ơi, thằng này cũng chiến tranh với Sassanid rồi. The pleasures of my household are yours to enjoy. First though, the necessary burdens of diplomacy. Ui. Thằng này lại gây chuyện với cái thằng này. Thằng này quân hai Ả Rập. Tâm chiêu mộ. For the tribe. Kinh quá nhỉ, ám sát quân đoàn của mình hơi nặng thế cả. Ready for battle. Thirsty for battle. Mùa đông rồi. Ai, lượt sau nữa là hoàn thành chiến dịch. Quân đoàn này đi được trên tuyết chưa? À được rồi. Besieging settlement. Let them cower before us. Chả có quân cán gì à? À nó chạy hết ra biển rồi. Ready for battle. No. Ready for orders. Ready for battle. Ready for orders.
Is that all? Warriors all! Ready for further orders! Move out! Ready for orders! Ây chà! Sao thành nào của nó cũng xây tường thành thế này? Your orders? Moving out! Your next command? Thành nào nó cũng xây tường thành. Are you brave or foolish? Đúng rồi. Đề xuất cái gì không đề xuất? Đề xuất chiến tranh với Hung Nô. Vãi cả trưởng. Kể ra mình chiếm sư cái thành này cũng được. Rồi. Cho qua cái lượt này này, coi như hoàn thành chiến dịch. Ready for orders. Toàn kỵ binh luôn. Voi nữa. Get the blockade set up. Lực lượng của mình ở đây cũng thoải mái. Thằng nào thích đánh nhau, đánh luôn. Phong tỏa cả nó phát nhỉ? Phong tỏa cả nó lại cho nó khỏi nhiễu. Nó có mỗi một cái lối ra duy nhất ở đấy. Phong tỏa cả nó là nó không giao thương được với ai nữa. Ôi. Thằng Gamranatia này cũng chiến tranh với thằng Sassanid rồi. Thế là bây giờ cả thế giới chiến tranh với Sassanid. Ây à, định ăn mình đấy. Tất nhiên là mình ngu gì mà đánh như này. Gathering supplies. Không dám đuổi. Chạy re kèn luôn. Quân đi khai ở rập chỗ quái nào nhỉ? Goran Johnson, những chiến binh được tuyển chọn của Goran, chúng ta đã unlock được cái công cái danh hiệu này. Day of reckoning has come. And when he opened the seventh seal, và khi ông ấy mở con dấu thứ bảy, there was silence. Đã có sự im lặng. Ây da. La Mã sụp đổ, Trung Đông sụp đổ.
hùng nô cũng sụp đổ. Let them bathe in the warmth. Hãy để họ tắm trong sự ấm áp của mặt trời. For they are the faithful. Vì họ là các tín hữu. The righteous. Những người ngay thẳng. The strong. Có vẻ như cái bộ phim kết thúc này thì những lời này là sự thật. Và Đức Chúa Trời. It is done. Chiến binh của Conan. Rồi, chúng ta đã hoàn thành chiến dịch rồi. Chúng ta không con. Rồi. Hoàn thành chiến dịch sớm hơn dự kiến. À, có lẽ mình xin dừng cái chiến dịch của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái chiến dịch này của mình. Nếu các bạn mà thấy chiến dịch của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các chiến dịch khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.